Xin chào mọi người, hôm nay Thanh sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người hai cái size kìm cộng lực các sắt thép Thanh của hãng MCC sản xuất 100% tại Nhật Bản. Đó là kìm cộng lực BC0775 đấy, với chiều dài là 750mm. Và cái thứ hai là kìm cộng lực BC0990 với chiều dài là 900mm. Cái kìm cộng lực BC0990 này thì có thể cắt được sắt thép Thanh là sắt thép tròn á, có cái đường kính lớn nhất là 16mm với độ cứng là 80HRB, 14mm 20HRC và 11mm là 36HRC. Đây là cái lưỡi cắt. Cách này có thể tháo ra để thay cái lưỡi cắt dự phòng khác nha mọi người. Lưỡi cắt có khắc chữ Made in Japan, tên của hãng là MCC và cái chiều dài của cái kìm là 900mm. Lưỡi cắt được làm bằng thép hợp kim cao cấp, siêu cứng và siêu bền của hãng MCC Nhật Bản, được tôi luyện và rèn ở áp lực rất là cao cho nên là sử dụng rất là bền nha mọi người. Còn đây là lưỡi cắt của cái kìm cộng lực BC0775. Nó cũng y chang như vậy luôn, cũng có thể tháo ra để thay được cái lưỡi cắt dự phòng khác. Cái lưỡi cắt này mọi người có thể mua riêng nếu cần thiết nha. Kìm cộng lực BC0770 thì cắt được sắt thép Thanh, có cái đường kính lớn nhất là 13mm với độ cứng là 80HRB. 20HRC thì cắt được 13mm và 10mm là cắt được ở độ cứng 36HRC. Kìm cộng lực BC series này thì cái chui cầm của nó được làm bằng thép ống đặc luôn nha mọi người. Đây là phần chui kìm. Kìm cũng có dập nổi, tên của hãng là MCC và có thiết kế những cái đường khí này để khi mà chúng ta cầm mà chúng ta cắt á, thì nó không bị tuột tay. Cái khí này là có chức năng là chống tuột tay, tạo lực ma sát khi mà cầm. Ở đây có cái lỗ treo dụng cụ. Series kìm BC07 này thì nó có nhiều size lớn nhất là size 1050mm và size nhỏ nhất là 300mm. Đây là hai size giữa của cái series này. Tất cả các kìm cộng lực đều có lưỡi cắt dự phòng riêng nha mọi người. Kìm cộng lực này thì được sử dụng nhiều ở trong các cái công trình xây dựng, dùng để cắt sắt thép Thanh dạng tròn. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Thanh với số điện thoại mình có để trên màn hình 0969276080 hoặc là có thể truy cập vào website www.lucas.net.vn hoặc là www.lucas.vn để xem được nhiều sản phẩm khác, nhiều cái loại kìm cộng lực khác và để biết thêm thông tin chi tiết. Giá cả thì mọi người cứ gọi trực tiếp cho Thanh để có giá tốt nhất nha.